Ma tí và ma quỷ giải thoát khỏi nghiện ngập. It is Đó the will là ý muốn của Chúa Trời cho tất cả chúng ta được giải cứu khỏi cảnh nô lệ của Satan, cho sự cứu rỗi của linh hồn. As Prophet T.B. Joshua moves in the midst Khi of the people T.B. Joshua in prayer, đang di chuyển giữa dòng người để cầu nguyện, thì tà linh ma quỷ đã biểu lộ một cách dữ dằn dữ khi chúng được đuổi ra trong danh Giêsu. Hãy xem thế nào Satan đã đánh mất sự kìm kẹp trên người đàn ông này. Ta đã khiến anh ấy tự giết mình và hút thuốc. Ta đã đánh cắp tiền bạc của anh ấy và gia đình của anh ấy. Hắn ta đã bị nghiện thuốc phiện, nghiện rượu chè. Ngươi là ai trong thân xác này? Ta làm cho hắn ta tự giết mình. Ngươi là ai trong thân xác này? Ta là linh sự chết. Ngươi làm sao xâm nhập vào thân xác này? Ta đã vào trong không khí. Đức Chúa Cha ở cùng chúng ta, Emmanuel. Tên tôi là Torriso, đến từ Nam Phi. I'm from South Africa, in Johannesburg. Tôi đã đến Hội Thánh Scon để tìm kiếm sự bình an và tìm sự giải cứu và tìm kiếm mặt Chúa Giêsu Christ, mặt Đức Chúa Trời. Tôi đã bắt đầu từ khi còn rất nhỏ sử dụng thuốc. Anh bạn, trước khi kể bắt đầu như thế nào thì xin cho biết anh đã nghiện thuốc gì mà khiến anh phải đến Hội Thánh Scon? Rượu chè, thuốc phiện, đàn bà, phim ảnh khiêu dâm và danh tiếng xấu. Tôi cũng đã bị kìm kẹp vào trong sự ghen ghét. Nói chung là bất cứ điều gì tiêu cực mà tất cả những người trẻ dường như đã trải qua. Tôi đã bị nghiện ngập vào tất cả mọi sinh hoạt tiêu cực của những người trẻ tuổi, là những điều chỉ mang đến sự chết. Ok, xin hãy cho biết thế nào nó bắt đầu. Nó bắt đầu lúc tôi 13 tuổi. Và nó bắt đầu qua âm nhạc. Sự ảnh hưởng của âm nhạc đã dẫn đưa tôi đến rượu chè, hút thuốc lá, hút thuốc cần sa vào ở độ tuổi rất trẻ. Tôi đã hút thuốc từ khi còn rất trẻ. Và điều đó đã khiến tôi trở nên những đứa trẻ nổi tiếng là hư hại. Và để duy trì sự nổi tiếng, thì người ta phải tăng dần độ rượu và thuốc lá. Cho đến nỗi tôi phải hút 20, 30 viên thuốc lá. Tôi đã phải uống cả một chai rượu mỗi ngày. Và nó đã khiến chúng tôi sử dụng ma túy cứng. Chúng tôi đã đổi sang ma túy cocaine và cadmium. Tôi đã nghiện với cuộc sống nhanh chóng từ thứ năm cho đến thứ hai. Có một câu lạc bộ mà tôi thường đến mỗi ngày trong tuần mà không bao giờ vắng mặt. Và số tiền chi phí để duy trì cuộc sống này thì hoàn toàn không thể kiểm soát được. Và cuối cùng tôi đã mất mọi thứ hoàn toàn. Tôi đã mất việc làm, mất hợp đồng, mọi sự. Trong đời sống tôi, điều duy nhất mà tôi có thể nói là đó chỉ là đời sống của tôi. Và thế là tôi bắt đầu những sinh hoạt bất chính tội phạm để duy trì cuộc sống này.
để duy trì cuộc sống nghiện ngập rượu chè, đàn bà, thuốc phiện. Ok, chúng ta có thể thông cảm những gì anh bạn của chúng ta nói. Ngay từ lúc 13 tuổi, anh đã có những cuộc nghiện trầm trọng này. Xin hãy kể thêm chi tiết về nghiện thuốc mà khắp thế giới những người trẻ đang phải gặp. Xin hãy kể cho chúng tôi biết làm thế nào anh đã đi qua con đường nghiện ngập này, và đã khi nghiện ngập thì nó sẽ trầm trọng như thế nào. Vâng, sự tác động của nó thì rất là to lớn, rất là đau đớn, và tôi chắc chắn rằng trên thế giới mọi người có thể liên hệ đến tôi. Tác động lớn nhất trên đời sống của tôi là tôi đã mất hết mọi thứ. Tôi đã mất cả gia đình và bản thân của mình. Tôi đã mất chính chú chờ và mọi sự. Những điều mà ma túy này làm là nó kiểm soát, nó chiếm lấy chính bạn. Và nó khiến bạn tin rằng bạn không có nan đề gì cả. Nó khiến bạn nghĩ rằng bạn là người nạn nhân vô tội. Trong khi đó, điều đó không phải là sự thật. Trong thực tế, ma túy sẽ làm hỏng bộ não của bạn, đến nỗi nó làm người ta không thể tự quyết định cho chính bản thân của mình. Và ma túy sẽ làm bạn tự ghét mình và ghét nhân loại, nhắc ghét cả thế giới. Và bạn nghĩ rằng cả thế giới ghét bạn. Và mọi người ghét bạn, nó làm cho bạn cảm nghĩ như vậy. Và nó khiến bạn cảm thấy mình nằm ở trong vị trí nạn nhân, là một nạn nhân. Và kết quả duy nhất đến từ đó là sự chết. Bởi vì nếu bạn không tự giết mình vì buồn cảm, trầm cảm do tác động của những thuốc đó, thì bạn đã cố tình đặt mình trong một tình huống rằng bạn có thể bị giết bởi tai nạn xe cộ, hoặc là bởi ngộ độc, hoặc là trong một cuộc ẩu đả mà người ta rút súng ra, hoặc là qua những tình huống khác nhau. Điều mà xảy ra cho tôi là tôi thấy mình rất là gần với sự chết. Thánh linh của Đức Chúa Trời luôn luôn có mặt ở những thời điểm đó của tôi, ngay cả khi tôi đang phạm tội. Có một tháng nọ, tôi đã thoát khỏi ba tai nạn xe cộ. Tôi đã bị bắt cóc, cướp xe hai lần, và không có một viên đạn nào bắn ra mà trúng cơ thể của tôi bởi ăn điện của Đức Chúa Trời. Và vào thời điểm mà tôi nhận ra mình rất gần với sự chết, lúc đó tôi bắt đầu bỏ cuộc, đầu hàng. Và sự tác động của ma túy đã khiến tôi nghĩ rằng mình cần phải có sự bảo vệ. Và tôi đã sắp xếp và có một khẩu súng. Tôi tìm được một khẩu súng, nhưng tôi không tìm ra được đạn bởi ăn điện của Đức Chúa Trời. Tôi không tìm được viên đạn nào nhờ ăn điện của Đức Chúa Trời. Vâng, tôi tin rằng mình cần có sự bảo vệ, nhưng thực tế tà linh đó đã lừa dối tôi vì khẩu súng đó là cho tôi tự giết mình. Vậy là dưới sự tác động của ma túy, anh đã mua một khẩu súng và với ý định là giết mình, có phải không ạ? Đó chỉ là một mục đích gián tiếp mà thôi. Bởi sự tác động của ma túy, điều sự dối trá ban đầu là để bảo vệ chính tôi. Nhưng bây giờ tôi nhìn lại, tôi dám khẳng định không nghi ngờ gì, mục đích của khẩu súng đó là để tôi tự vặn.
Chúng ta đã hiểu sự nghiêm trọng, độ nghiêm trọng mà anh em của chúng ta đã trải qua. Anh đây sử dụng nó mỗi ngày à? Để duy trì sự tỉnh táo, tôi đã phải dùng nó hàng ngày. Một chai rượu rum, thuốc phiện và hai gói thuốc lá để duy trì sự tỉnh táo và bình thường mỗi ngày. Anh nói rằng đã dùng thuốc cocaine. Anh đã chuyển sang xài cocaine và sau đó thì thế nào? Bởi vì chi phí cao của thuốc cocaine nên tôi phải hạ bớt. Thì tôi đã chuyển sang chất cadiamine là một phiên bản rẻ hơn của cocaine. Nó là một loại thuốc ác dữ, đòi bại nhất ở bên ngoài kia, nổi tiếng cả thế giới, quốc tế. Những gì nó làm là nó cấu hình lại toàn bộ cơ chế quá trình suy nghĩ của bạn, đến nỗi nó làm mù mắt bạn hoàn toàn. Bộ não của bạn sẽ không thể hoạt động bất cứ điều gì được dưới ảnh hưởng của thuốc này. Nó thay đổi suy nghĩ của bạn và thậm chí thay đổi cả cách bạn nhìn bề ngoài thể xác. Chỉ có những người quen mới biết bạn, mới nhận ra bạn. Thuốc này có thể khiến bạn nghĩ rằng bầu trời là màu đỏ, trong khi bầu trời là màu xanh. Nó lấy đi nguồn sự sống ở bên trong bạn, đến nỗi nó khiến người ta hận thù đối với thế giới, không những đối với thế giới nhưng chính bản thân của mình nữa. Chỉ có thể bởi sự ăn điển của Đức Chúa Trời mà người ta mới thoát khỏi điều đó. Tôi đã đến rất nhiều nhà thờ. Well, trước khi nói đến điều đó, người anh em, anh đã nghiện ngập được bao nhiêu năm rồi? Tôi đã bắt đầu lúc còn ở dưới tuổi vị thành niên, có thể là tính bây giờ là 18 năm. Chúng ta hãy tưởng tượng đã 18 năm người anh bạn chúng ta đã nghiện ma túy. Và để có tiền duy trì sự nghiện ngập này, xin hãy kể tà linh đã khiến anh đã phải làm những sinh hoạt gì để kiếm tiền và duy trì. Còn dưới sự kiểm soát của ma túy, anh dường như mất đi con tim. Và anh sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều chi. Nó đã khiến tôi tham gia một số hoạt động tội phạm để giúp tôi tăng thêm nguồn tài chính để mà tôi có thể mua rượu và ma túy để mà duy trì lối sống đó, là một lối sống thật sự tôi nói rằng là dẫn đến sự chết. Và tất cả những điều tốt đẹp mà tôi cố gắng thử đều thất bại. Tất cả thất bại. Cho dù đó là công việc làm hay là cơ hội để kinh doanh, để có thể thay đổi bộ mặt của quốc gia hay cộng đồng. Tất cả những sinh hoạt đó đều thất bại. Nhưng trái lại, tất cả những điều tồi tệ mà tôi đụng chạm vào thì lại thành công và mạnh mẽ. Tôi đã rất nổi tiếng và được biết đến là một đứa trẻ hư. Để duy trì hình ảnh một đứa trẻ hư đó, thì cuối cùng bạn sẽ rơi vào một vị trí mà bạn bán cả linh hồn của mình. Ở vị trí mà người ta có thể bị thương tích và người ta có thể bị tổn thương lòng để mà bạn có thể theo kịp tà linh đó. Và anh cũng đã nói rằng ngoài thuốc ra anh cũng có linh tình dục, ham thích đàn bà và xem phim ảnh. Xin hãy kể thêm về điều đó. Well,
sự say sưa và tình dục cho phụ nữ thì đi đôi với nhau. Nó giống như là cà phê và đường và sữa. Khi một người đã say sưa, say xỉn bất cứ điều gì đó, nó sẽ mang đến tà linh tình dục đối với người phụ nữ, phim ảnh khiêu dâm hay bất cứ những sự giống như vậy. Và tôi phải đến những câu lạc bộ để theo đuổi. Khi một người đã không tự kiểm soát chính mình vì bị dưới ảnh hưởng bất cứ điều gì, thì người đó, tâm trí người đó dường như bị kẻ khác kiểm soát. Tôi đã không muốn đi đến những câu lạc bộ giải trí đó, nhưng tôi không thể tự ngăn cản mình được. Tôi không có sức mạnh để ngưng điều đó. Tôi đã không có khả năng để nói rằng tôi sẽ không đến những chỗ đó. Tâm trí của tôi dường như bị ai đó điều khiển, và dường như tôi đang sống ở trong ngục tù vậy. Như thể bạn nhìn thấy có ánh sáng từ đằng xa, nhưng bạn không thể đi về phía ánh sáng đó được. Như thể bạn đang bị cột chói, bạn đang bị xiềng xích, và bạn có thể nhìn thấy sự tự do ở đằng trước. Nó còn đau đớn nhiều hơn là khi bạn đang trong cảnh nô lệ mà không thể nhìn thấy sự tự do. Bạn có thể cho biết bạn có từng bao giờ cố gắng để ngăn chặn sự nghiện ngập này không? Chuyện gì đã xảy ra? Đã nhiều năm, khoảng 5 năm, tôi đã cố gắng thoát ra khỏi cảnh đời này, nhưng không có kết quả gì. Tôi đã đi nhiều nhà thờ ở khắp nơi ở Nam Mỹ, nhưng không có kết quả gì. Tà linh này quá mạnh mẽ đến nỗi mỗi khi tôi cầu nguyện, tôi có thể nghe ở phía sau tâm trí tôi có cái gì đó nhạo báng tôi. Mỗi lần các vị mục sư đặt tay cầu nguyện cho tôi có thể nghe chúng nó vỡ trách họ. Rất khó cho tôi tìm được sự giải cứu, đặc biệt là ở quê nhà Nam Mỹ, bởi vì nó được cho rằng sự giải cứu đi kèm theo một mức giá. Sự giải cứu đi kèm với một chi phí nào đó. Bạn biết không, để cho một thí dụ thực tế, tôi nhớ có lần tôi đã đến một nhà thờ, và khi đến giờ để dâng tiền, dâng hiến, vào lúc đó tôi đã không có tiền, thì tôi không thể nào la lên Amen lớn tiếng được như tôi muốn. Nhưng khi tôi có tiền và tôi dâng hiến một số khá lớn, thì tôi có đủ tự tin để la lên Amen. Điều đó làm tôi tin rằng sự giải cứu đi kèm theo một chi phí. Và như thế, nếu không ban thưởng cho mục sư một khoản tiền lớn, hay là tiền 1/10, thì sự giải cứu sẽ không thể nào thực hiện được. Thế nên mỗi khi tôi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giải cứu mình, thì sự cầu nguyện đó không có tinh khiết, bởi vì sự cầu nguyện đó dựa trên tiền bạc. Điều mà tôi tìm thấy ở đây, tại nhà thờ Scone, đó là sự tự do đến từ sự giải cứu, sự bình an mà đến từ sự giải cứu, và khả năng để có thể đứng vững và có tâm trí rõ ràng để biết chính bản thân của mình
và biết rằng Jesus Christ là có thật. Jesus là có thật. Chúa vẫn sống và vẫn tồn tại. Hãy vỗ tay cho Chúa Giêsu chúng ta. Now, brother, we still want you to come back xin to that cho biết of, your experience when you came in. But just before then, we just những need to be a little bit sinh hoạt, more specific. When tội phạm nào mà Tà Linh đã khiến bạn you went into to try and làm fuel this drug addiction by getting money. Just give us an example of để kiếm some tiền, of them that this spirit pushed you để giúp cho mọi người nghe có thể học hỏi được. Tôi đã tham gia vào rất nhiều hoạt động gian lận. Tôi quen biết rất nhiều người ở quê nhà. Chúng tôi có thể tổ chức một số hoạt động gian lận. We could foster some fraudulent activities which really mà thật sự đã cho chúng tôi rất nhiều tiền, chẳng hạn như thẻ nhà băng và những kế hoạch hợp đồng với chính phủ và vân vân. Và tham gia cướp xe. Nhưng thật buồn cười, tôi cũng đã từng là nạn nhân của bị cướp xe. Và nó có cung cấp khá nhiều tiền cho chúng tôi, khoảng độ 30-40 ngàn một ngày. Nhưng bạn đã tiêu xài hết băng để giải trí, để say xỉn, để nghiện cho phụ nữ và để duy trì một danh tiếng xấu. Bạn đã đề cập đến về việc đi tìm sự giải cứu ở nhiều nơi. Thế bạn làm sao biết đến hội Thánh Con? Một người bà con của tôi đã đến đây một vài năm trước đây. Để tìm sự chữa lành cho anh trai của tôi bị bệnh ung thư. Nhưng thật không may, anh trai của tôi đang trong tình trạng rất xấu nên không thể tự đến Hội Thánh Scone. Một người đại diện gia đình đã phải đến đây và cô ấy cũng đã nhận được ơn cứu rỗi. Ơn giải cứu ở tại nơi đây. Và khi cô trở về nhà thì anh trai tôi đã được chữa lành khỏi bệnh ung thư. Anh ấy đang nằm trên giường bệnh. Anh ấy đang nằm trên giường và các bác sĩ đã nói với chúng tôi rằng không còn hy vọng gì. Các nhà dưỡng sinh cũng nói rằng không có hy vọng. Tất cả họ chỉ muốn cho anh trai tôi thuốc uống để chết trong sự bình an. Nhờ ân điển của Chúa chờ anh ấy trong vòng một tuần đã đứng lên và lái xe của tôi nữa. Đó có phải là sau khi một thành viên gia đình đến hội Thánh Con và trở về nhà và xịt nước xịt dầu buổi sáng cho anh trai của bạn phải không? Phải. Nếu tôi nhớ không lầm thì cô ấy không có xịt nước, nhưng chỉ bởi sự hiện diện của cô ấy mà anh tôi được chữa lành. Khi cô ấy trực tiếp thẳng từ nhà thờ trở về, nhưng vào thời điểm đó, tôi thật sự rất đáng tiếc là tôi không nhìn thấy mình là một người cần phải đi nhà thờ. Bạn biết đấy, thanh niên xấu phải không đi nhà thờ. Chúng tôi không làm những công việc đó. Bởi vì những thanh niên ngầu thì phải ở trong quán bar, ở bên cạnh phụ nữ, chứ không đi nhà thờ. Lúc đó tôi chỉ cảm ơn là anh trai tôi đã sống lại. Nhưng lúc đó tôi không quan tâm làm thế nào anh ấy được phục hồi. Tôi chẳng quan tâm. Một vài tháng trước, cha tôi đã nhắc nhở tôi về phép lạ mà đã xảy ra cho anh trai của tôi. Ông ấy nói, tôi nghĩ rằng, Teresa, cha nghĩ con nên đi đến Hội Thánh Scone, đến thăm viếng Hội Thánh Scone. Chúa chờ đã ban phước cho ông với sự khôn ngoan, bởi vì ông ấy biết cách thế nào để nói chuyện.
Bởi vì nếu ông ấy nói với tôi rằng tôi phải đến hội thánh Scorn thì tôi sẽ không đi. Điều ông ấy đã làm là ban cho tôi một ý kiến cho rằng có thể giúp đỡ tôi. Tôi tự nhủ rằng tất cả điều tôi đang tìm là một giải pháp. Tôi đang tìm kiếm một lối thoát vì tôi khám phá rằng có một tà linh khủng khiếp đằng sau tất cả những gì tôi đã đang làm, và tôi là một hỗn độn. Và khi tôi đã đến hội thánh Scorn, tôi đã không có một kỳ vọng nào. Tôi đã không tham gia chương trình của hội thánh. Điều tôi cần là câu trả lời và sự giải cứu. Làm thế nào thì tôi không quan tâm lắm. Từ ai, làm thế nào, làm gì, bao nhiêu, thật sự tôi không quan tâm đến. Điều mà tôi tìm kiếm hơn tất cả đó là sự giải cứu. Điều làm tôi ngạc nhiên đó là sự giải cứu đến một cách miễn phí. At the back of my mind, somehow, you know, I was thinking to myself that, okay, since now. Trong đầu của tôi nghĩ rằng, bây giờ tôi sắp sửa được cầu nguyện giải cứu, thế thì tôi cần phải đặt ra một số tiền nào đó. Bởi vì tôi đã từng nghĩ rằng sự giải cứu không bao giờ miễn phí cả. Chắc là không có người Chúa Trời nào mà cao cả đâu. Phải có tiền mới được. Thì Thánh Thần mới có linh nghiệm. Nhưng sự cứu rỗi đã đến một cách miễn phí và một cách mà tôi không ngờ được. Tôi phải cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh đã cho phép tôi có thể nhận được ơn cứu rỗi, giải cứu cho tất cả mọi người đến khắp nơi. Từ xa, tôi biết nó như thế nào để tìm kiếm một giải pháp. Đến nỗi từ đằng xa xôi ở bên nước các bạn mà phải đến đây. Và hãy tin tưởng tôi, đây là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi. Hãy vỗ tay cho Chúa Giêsu. Hãy cho chúng tôi biết chính xác điều gì đã xảy ra hồi tuần rồi. Khi bạn đang ngồi và nhà tiên tri một sư TV Joshua di chuyển ở giữa vòng mọi người và đến gần bạn. Xin hãy diễn tả chuyện gì xảy ra lúc đó. Đó là một trải nghiệm thú vị nhất. Tôi đã không biết chính xác những gì mong đợi. Tôi có thể thấy bản thân mình ở đằng kia, trên màn ảnh. Tôi đã không biết trông đợi điều gì. Tôi đã không biết chắc chắn, nhưng chuyện là vậy. Khi người của Đức Chúa Trời đặt tay cầu nguyện cho mọi người, thì tôi ngồi ở đằng hàng phía sau. Khi mục sư đến gần, thì con mắt tâm linh của tôi mở ra và tôi thấy mình đang chuẩn bị cho một cuộc chiến. Tôi có thể thấy người của Chúa Trời đang tiến gần đến tôi. Khi mục sư càng đến gần thì tôi càng chuẩn bị cho cuộc chiến. Và ngay lập tức khi mục sư đến và đặt tay lên tôi, thì tôi có cảm giác như bị đánh vào đầu bởi một cây búa. Nhưng tôi không có cảm giác đau đớn gì cả. Nhưng cái búa đó đánh tôi bất tỉnh, giống như tắt đèn điện. Tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi hoàn toàn không biết gì hay ý tưởng, hồi ức gì ngay cả trên màn ảnh TV bây giờ. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Ý tôi là bây giờ tôi nhìn trên TV và tôi không dám xác nhận đó là tôi nữa. Tôi sẽ là từ chối. Tôi sẽ từ chối người đó là tôi. Và khi tôi
tỉnh dậy, tôi có cảm giác rằng mình vừa mới thức dậy từ một giấc ngủ rất là sâu. Tôi cảm nhận được sự sống. Tôi cảm nhận như mình vừa mới ngủ rất là lâu lắm rồi. Và vừa mới thức dậy. Hãy vỗ tay cho Chúa Giê-xu chúng ta. Tôi đã không ý thức được điều gì đã xảy ra xung quanh tôi. Tôi nghĩ mình thực sự vừa mới thức dậy từ một giấc ngủ rất là sâu. Tôi nhìn thấy máy quay phim ở đây và đèn nó chiếu vào mặt của tôi. Và các nhà truyền giáo đang giảng đạo và có rất nhiều tiếng ồn ào. Tôi nhìn quanh và nghĩ, chuyện gì xảy ra? Tôi đang ở đâu? Làm sao đến đây? Và lần đầu tiên tôi có thể suy nghĩ một cách rõ ràng. Lần đầu tiên sau một thời gian rất lâu, bây giờ tôi có thể lý luận rằng tôi đang trong hội thánh con và tôi đã nhận được sự chữa lành. Và đây là tôi đang nói chuyện. Wow. Sau khi được giải cứu thời tuần rồi tới bây giờ thì chuyện gì đã xảy ra? Tôi thậm chí không thể nói chuyện về cảm giác thèm muốn bởi vì sự cảm giác đó không có tồn tại. Ngay bây giờ đây, nó là một yếu tố không tồn tại trong cuộc sống của tôi. Nó như thể là không có tồn tại trong quá khứ nữa. Và sự thèm thuốc, thèm muốn không còn nữa. Và tôi thậm chí không biết thế nào thèm muốn là như thế nào nữa. Về thuốc men, rượu chè, hình ảnh khiêu dâm, phụ nữ và bất cứ điều gì khác. Tôi được tự do trong danh Chúa Giê-xu. Hãy vỗ tay cho Chúa Giê-xu. Người anh em, ý anh muốn nói là trước khi đến hội thánh con vào lúc đó tuần rồi, anh vẫn còn hút thuốc, uống rượu, dùng thuốc. Chỉ sau khi được giải cứu thì anh đã ngừng hẳn phải không ạ? Yes. Đúng rồi. Ngay cả trước khi tôi đến đây thì tôi không biết vì sao tôi biết được rằng cơn nghiện đó sẽ bị kết thúc tại đây. Tôi đã có ý nghĩ rằng hãy để cho tôi ra ngoài khỏi nhà thờ bởi vì đây có thể là lần cuối cùng tôi muốn thử hút lần cuối nữa, vì đây có thể là lần cuối cùng của tôi. Nhưng tôi đã không tìm thấy mình có một sự thúc đẩy mạnh mẽ nào bên trong lòng. Thật sự, bởi vì tôi biết tôi sẽ đến hội thánh Scon. Tôi muốn đọc lời Chúa chờ bởi vì tôi muốn hiểu một chút xíu thêm nơi mà tôi sẽ đến. Bây giờ anh đứng đây cũng đã được một tuần rồi. Anh đã nói rằng cơn nghiện đã kiểm soát sự suy nghĩ, lý trí và thân thể của anh. Nó đã nhốt tù anh, làm anh mắc mù từ khỏi sự thực tế. Vậy thì sự suy luận tính toán của anh bây giờ thế nào? Tôi xem mình như một siêu nhân. Khả năng lập luận của tôi đã trở lại. Tôi có thể suy nghĩ rõ ràng hơn, thấy rõ ràng hơn. Nó thật vô cùng đẹp đẽ, vô cùng tuyệt vời để trở lại chính bản thân mình lần nữa. Hãy vỗ tay cho Chúa Giê-xu. Bạn đang trong vị trí có thể cho ý kiến, lời khuyên cho những người trên khắp thế giới, đặc biệt là cho những người đang bị nghiện ngập, một tệ nạn xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới. Là một người đã từng trải qua, anh có lời khuyên gì cho mọi người? To people around the world, young people especially, who are still đặc biệt là những người trẻ. Lời khuyên của tôi là tôi có thể hiểu và biết được
rằng tất cả các bạn đều muốn được tự do. Cách duy nhất để biết, để được tự do là để biết Chúa Giêsu Christ. Không còn có cách nào khác. Hãy cầu nguyện mạnh mẽ hơn và tin tưởng hơn, và hãy tìm lòng mong muốn được giải cứu, bởi vì tà linh nghiện ngập và trầm cảm chỉ có thể được giải quyết qua sự giải cứu. Không còn có cách nào khác có thể hỗ trợ được. Lời khuyên của tôi cho tất cả mọi người ở ngoài kia đó là, cho dù bị trầm cảm hay nghiện ngập bất cứ điều gì, điều quan trọng là hãy cầu nguyện chăm chỉ và có lòng mong muốn mạnh mẽ hơn, có lòng mong muốn được tự do. Và thì Đức Chúa Trời sẽ tìm thấy cho bạn. Và cuối cùng, chúng ta biết rằng có những người ở ngoài kia đời sống nghiện ngập. Và có thể là chúng ta, có thể là người ta ghen tị họ. Người ta nhìn vào họ và thấy họ có một cuộc đời sống rất xa xỉ. Thì anh muốn nói gì với mọi người như vậy? Trước tiên, tôi muốn nói những người có đời sống mà hư đốn như vậy, tôi rất cảm thông sự đau đớn các bạn, và hãy ra khỏi điều đó, nó không xứng đáng, không đáng giá. Lối sống đó chỉ dẫn đến sự chết. Chỉ có hai lối sống, một là sống trong Chúa, hai là sống trong phần mộ. Tất cả chúng ta đều muốn sống, vậy hãy tiến tới Đấng Giêsu Christ, hãy tiến tới Đức Thánh Linh và đi ra khỏi lối sống đó càng sớm càng tốt. Hãy tin rằng bạn có thể làm được và hãy có lòng ao ước tìm kiếm Đức Chúa Trời và được giải cứu, thì Đức Chúa Trời sẽ tìm đến bạn. Còn đối với những người ganh tị, những kẻ nổi tiếng, sống xa xỉ, vân vân, thì hãy cầu nguyện cho những người đó. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Họ rất cần sự cầu nguyện của các bạn. Thay vì ganh tị thì hãy cầu nguyện cho họ, bởi vì nó là một nơi rất đau đớn. Amen. Hãy vỗ tay cho Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta biết rằng bằng chứng về Chúa Giêsu sống tức là cuộc sống thay đổi. Chúng ta cảm ơn Chúa chờ sự biến đổi trong đời sống của anh bạn. Chúng ta tin lời chứng của anh ấy đã làm nhiều người được phấn khởi để tìm sự giải cứu trong danh Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta đã học rất nhiều bài học quý giá từ lời làm chứng của anh ấy. Hãy để lời Chúa làm tiêu chuẩn đời sống của anh. Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình, thì xin hãy lặp lại lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy vào lòng con hôm nay, tha tội con, cứu linh hồn con, rửa sạch con bằng huyết quý báu của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài làm mới lại cuộc đời con, cứu chuộc con, chữa lành con, giải cứu con, trong danh Giêsu Christ. Amen. Sau đó, bạn hãy tìm đến một hội thánh nơi có lời kinh thánh giảng dạy và nơi có tình yêu thương thực hành với lời dạy. Vì bạn không thể lớn lên một mình, bạn cần mọi người xung quanh. Để đức tin được tăng trưởng hàng ngày, bạn cần phải đọc lời Chúa chậm chậm, đọc đi đọc lại, suy gẫm, cầu nguyện theo lời Chúa, làm theo lời Chúa, giao phó mọi khó khăn cho Ngài và cảm tạ Chúa. Cầu nguyện thầm trong lòng 24 giờ trên 7 ngày, xin Chúa cắt khỏi con nhiều hơn và cho con Chúa nhiều hơn. Cắt khỏi con sự tổn thương, ghen ghét, ganh tị, cay đắng, không tha thứ, kiêu ngạo, tánh tư dục, và cho con nhiều hơn tình yêu của Chúa, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, tử tế, hiền lành, mềm mại, trung tính, tiết độ, thánh khiết, khiêm nhường của Chúa nhiều hơn. Amen.